Yo, hello anh em. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm video hướng dẫn. Nhân vật tiếp theo mình làm đó là Bayzi, một nhân vật hồi máu, bắp Atika và sát thương thêm. Như thường lệ là một video hướng dẫn nhân vật của mình làm thì sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là vai trò, giải thích để làm gì và dùng cho ai đi bất nào cần. Đại khái là team á, mình đưa lên đầu tiên. Rồi nội dung thứ hai là mình sẽ giải thích về skill, skill E, skill W đánh thường sao và cách vận hành combo warp cancel như thế nào để cho một trong một trận đánh nó rất là mượt, nên đủ outro để nó thoát ra mà búp ha. Rồi nội dung thứ ba là vấn đề về build vũ khí, eco di vật rồi đó. Mình sẽ tập trung vào những thứ quan trọng nhất để làm cho video ngắn và dễ hiểu. Anh em không cần mất quá nhiều thời gian để xem video hướng dẫn ha. Và có cái lưu ý là anh em cố gắng xem để hiểu bản chất của một nhân vật ha. Cố gắng đừng copy hay rập khuôn gì cả. Tại vì khi mà mình đã hiểu rõ được bản chất vấn đề rồi thì khi gặp những cái chuyện phát sinh kiểu như mình không có nhân vật giống video hướng dẫn, không có đồ giống video hướng dẫn thì mình phải làm sao? Nếu anh em hiểu được bản chất rồi anh em tự trả lời được hết à. Và thậm chí anh em có thể sáng tạo ra cách chơi còn hay hơn cả video hướng dẫn của mình nữa. Rồi đầu tiên là về vai trò thì Bayzi là một nhân vật hồi máu, bắp Arika và bắp sát thương nguyên tố giống Verena hay anh em. Nhưng mà nó ở cái phiên bản yếu hơn. Đối với Verena thì cái nội tại bắp 20% Arika ở level 50 mới mở được thì nó búp trong vòng 20 giây, nhưng ở Bayzi này thì nó chỉ búp có 15% ADK là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó chỉ búp cho một nhân vật thôi, tức là nhân vật nào mà chuyển qua lụm cái hoa thì nó mới được, còn cả team những con mà còn lại nó không có được ha. Ngược lại về phía Verena là nhân vật nó búp cho on team cả team luôn, cho nên Verena rất là thích hợp cho chơi những đội hình mà có hai debuff, nó búp cho cả hai con luôn. Bayzi thì nó chỉ búp được cho một debuff. Rồi cái dở thứ hai của Bayzi so với Verena đó là cái outro của nó rất là tệ. Outro của nó búp 15% mà sát thương nguyên tố mọi nguồn nhưng chỉ có 6 giây thôi. Verena người ta búp tới 30 giây là nó búp cho hai con debuff kia, mà hai con kia tha hồ đánh cũng không hết búp nổi nữa. 30 giây là rất là dài. Đó là tại sao con Verena nó ưu việt và nó đỉnh cao nhất hiện tại của support. Xem tới đây chắc nhiều người nghĩ rằng ô chắc thôi không có lý do gì nuôi Bayzi cả, mình có Verena rồi. Không, không đúng, game này có cái chế độ gọi là đi tháp là hàng giống bên Genshin á, thì bắt người chơi phải nuôi nhiều team. Cho nên hiện tại ở team 1 mình xài Verena rồi, team 2 này không có heal anh em phải nuôi Bayzi thôi ha. Thường thường là vậy, còn anh em là chơi những đội hình đặc biệt không có dùng heal, có sử dụng những con Genshin thì khỏi nuôi Bayzi cũng được. Rồi, về team này, là một nhân vật hồi máu hỗ trợ bắp Atika và bắp sát thương nguyên tố, cho nên là đi với team nào cũng được anh em, team nào cần thì gắn nó vô thôi. Nhưng mà nếu mà anh em lên được cùng mình cao thì nó hợp với team băng hơn. Yelena, tại sao? Tại vì nó có bóp sát thương nguyên tố băng. Đầu tiên là đánh thường, gọi con cò ra bắn. Mỗi lần bắn thì được một nấc forte, tối đa mình có 4 nấc forte. Đây là kỹ năng quan trọng nhất của Bayzi ha. Quan trọng không phải là vì nó gây sát thương mà là nó dùng để sạc outro anh em. Khi anh em đánh sạc đủ 4 nấc forte rồi, anh em đánh chiêu E một cái thì nó hồi một khúc gần đây bình outro skill luôn. Chiêu E gọi con cò ra thì đây là một trong những chiêu hồi máu quan trọng của Bayzi, đồng thời cũng là chiêu quan trọng để mà sạc outro ha. Hồi nãy anh em thấy là mình đánh 4 nấc forte rồi mình đánh chiêu E cái là đầy gần đây bình outro để ra luôn. Ngoài ra chiêu E cũng chính là chiêu bắp ATK 15% trong vòng 20 giây đó. Nó chỉ mở được khi anh em lên level 50 ha. Khi mà mình sạc chiêu E mà thì nó để là một cái hoa đó, một chút đi bớt vào sân nhớ lụm cái này. Đó, cái hoa thấy không? Phải lượm như vậy mới lên được đam thấy không? Nó có hình mũi tên vàng vàng bay lên nè. Phải lượm cái bông hoa đó mới được 15% ATK trong vòng 20 giây nha. Rồi tới chiêu nộ là cái chiêu hồi máu quan trọng của Bayzi, nó hồi cho cả team luôn. Ngoài ra nó còn có một bông hoa đi theo đồng đội, cái hoa này nó có thể gây sát thương nhưng mà không đáng kể, chủ yếu là nó theo nó hồi máu từ từ theo thời gian ha. Đó cái hoa theo đó. Đó gây sát thương đó, anh hồi máu, thấy không? Rồi ok. Thời gian tồn tại của chiêu nộ là 25 giây hết anh em. Và cứ mỗi 25 giây thì nó sẽ tạo ra một cái hoa băng để mà xoay xung quanh nhân vật chính. Và tối đa nó chỉ có 4 cục thôi ha. Nó bắn 4 cục là hết. Rồi cuối cùng là intro kill với outro kill. Intro kill thì không có gì đặc biệt ha. Nhảy vô gây đam mà con này đam không nhiều cả. Rồi mình nói tới outro kill nè. Outro kill cũng là một chiêu hồi máu. Con này nó có 3 chiêu hồi máu. Chiêu E cũng hồi nè. Chiêu nộ cũng hồi nè. Chiêu outro kill cũng hồi máu. Nhưng quan trọng nhất là cái chiêu outro kill là cái chiêu bắp 15% sát thương nguyên tố, nhưng tùy hệ thôi. Ví dụ hệ lôi thì bắp sát thương lôi, đi với Kachoro thì bắp lôi, đi với cái anh Long thì bắp sát thương phong. Nhưng mà nó chỉ có dở cái nó chỉ có 6 giây thôi, anh em ráng tận dụng nha. Rồi cũng như những nhân vật bắp khác thì cái outro của Bayzi rất là quan trọng, là để bắp đam mà. Thì làm gì làm mình phải ráng đánh cho có outro rồi mới thoát ra ha.
Thì để tối ưu cái việc mà có outro thoát ra thì anh em làm một cái combo như sau. Mình thường thường thì mình làm hai kiểu thôi. Cái thứ nhất, nhảy vô intro xong rồi đánh thường 4 phát, nhấn chữ E cái. À, khi đánh thường 4 phát để mình lấy đầy cái forte á, đánh chữ E cái là nó gần đầy luôn. Sau đó mình nhấn chữ Q cái để dùng chiêu con rùa, chiêu của bộ Echo á. Tác dụng của nó là bắp thêm sát thương gây ra và giảm sát thương phải nhận. Cuối cùng chiêu nổ là đủ outro, sau đó chuyển qua debate. Thường thường mình chơi là thừa hết anh em. Nói chung do build với do con này có cung mệnh á. Nếu anh em mà chưa có cung mệnh có khi thiếu. À, thí dụ như vì nguyên nhân nào đó anh em gọi là build sai, thiếu sạc hoặc là nhấn ngáo, nhấn chữ A tầm E tầm 7 tầm 3 mà thiếu mana rồi giờ sao? Thì em xử lý bằng cách trọng kích ha. Đó, 2 nấc, 3 nấc, 4 nấc rồi, để trọng kích. Rồi, nó cũng có tác dụng hồi mana rất là nhiều giống như chữ E. Rồi, biết cách chơi đúng không? Bây giờ qua tới phần build nè. Di vật chỉ số với nâng kêu. Nâng kêu á, đầu tiên mình nâng kêu đi thì anh em ráng làm gì là phải mở được cái thiên phú cấp 50 ha. Đây là cái chiêu bắp ATK, chưa mở thì chưa có đâu. Chưa mở thì chỉ có cái bắp được bằng cái auto kêu thôi. 15% sát thương nguyên tố, còn level 50 thì bắp thêm 15% ATK. Giờ đầu tiên quan trọng phải nâng. Mình nghĩ như đó được rồi. Nói chung mình chơi cái game này cũng không có nặng về heal lắm, chủ yếu là bắp thôi. Còn nếu anh em mà muốn gọi là muốn heal máu nhiều hơn thì nâng chiêu E chiêu nộ, tại đây là hai chiêu heal máu chính. Di vật thì cũng giống như Verena thôi, anh em bận bộ con rùa, bận bùa mà nhớ có dấu cộng màu xanh nha, đừng bận lộn chết luôn ạ. Con rùa nó cũng có cái bộ màu trắng này nè, đừng có nhầm ha, bận bộ màu xanh á. Rồi, cái bộ này có tác dụng gì? Nó cung cấp một cái bắp giảm 50% sát thương phải nhận ha, và tăng 10% đam đầu ra cho cái nhân vật mà đang đứng trong trận. Nếu như mà nó bị đánh 3 lần thì nó biến mất, cái bắp này tồn tại lâu lắm, 15 giây. Nhưng mà nếu mình bị đánh 3 lần thì mất sớm nha. Nếu mà mỗi lần bị đánh anh sẽ thấy là nó làm cái pong, có cái chuông hiện lên đó là mình mất hết một lần. Nhưng mà nó giảm khá nhiều sát thương, giảm 50% đam quá. Rồi chỉ số thì chọn dòng đồ có 4 bọn bận healing bonus nha. Tại vì do thiếu đồ nên bận đỡ. Để mình mở cái này cho nó chuẩn hơn. Mở cái này là bao chuẩn luôn nè. Đồ có 4 bận chọn dòng chính là healing bonus ha. Đồ có 3 thì chọn hiệu quả nạp. Đó anh em nạp cao thì anh em mới sạc nhanh như mình như vậy. Nhưng mà nãy con đó có cùng mệnh với lại bí cảnh nó cũng sạc họ cho nên sạc nhanh. Bình thường thì không tới mức đó đâu. Rồi đồ code 3 thì hiệu quả nạp. Rồi đồ code 1 là HP, tại đây là nhân vật kêu HP hết anh em. Cuối cùng là sắp tát, tức là dòng phụ. Dòng phụ khi mình mở di vật á thì mình ưu tiên hiệu quả nạp, rồi sau đó mới tới HP. Xong, đó là về chỉ số và di vật. Rồi tới vũ khí nè. Vũ khí có hai cái lựa chọn, cây Shinju Keeper với cây Variegation. Cái cây á là nó tăng HP hết anh em, mình bí một cây HP, một cây là gọi là hiệu quả nạp. Thì cái này là hiệu quả nạp nhưng mà ưu tiên cái này hơn ha, tại vì dòng phụ của nó tăng 30% HP này. Máu nhiều thì hồi máu nhiều hơn. Và thêm nữa là nó sẽ tăng thêm cái khả năng hồi phục. Cơ bản là con Bayzi nó hồi, thậm chí nó hồi mạnh hơn cả Verena nữa. Thì con này thiên về hồi máu ha. Ra cầm cái cây này ưu tiên hơn. Còn cây này thì để dành cho mấy con kiểu như Verena nào xài. Cái sắp tát của cây này là nó hiệu quả nạp. Thì cái phần hiệu quả nạp thì mình có thể bù bằng code 3 này, bằng hai món code 3 cũng được. Để nó sạc nhiều hơn. Nếu trường hợp vũ khí mình không có hiệu quả nạp trong đó. Còn nếu như trường hợp mà anh em cũng không có hai cái món 4 sao thì cứ cầm đồ 3 sao ha. Đối với sắp heal thì không có cần đồ xịn đâu. Kiếm đầu 3 sao có cái hiệu quả nạp rồi xài thôi. À, HP. Trường hợp này mình xài cái cây này level 1, 7% hiệu quả nạp. Xài mầm thấy không? Nãy giờ đánh ví dụ là dùng con này đánh nè. Không nên em có xài HP cũng được. Ưu tiên cái sạc đi. Nếu mình có sạc nhiều thì nó nhẹ. Rồi, cung anh Mộc, mỗi khi mà xài cái chiêu E mà có forte á, thì Mộc cục forte sẽ hồi 2,5 năng lượng để xài chiêu nổ ha. Có cung anh 1 rồi thì sạc chiêu nổ rất là nhanh. Rồi cung anh 2, khi mà mình xài chiêu E, cũng là chiêu E nữa, kỹ năng nguyên tố á, lúc mà có 4 cục forte thì sẽ bắp sát thương băng 15% cho mỗi Bayzi thôi ha. Cho nên cái này vô dụng, này đâu có nhiêu đam đâu. Rồi đồng thời sẽ tăng thêm khả năng hồi máu, coi như là trị liệu 15%, tức là bắp nó hồi máu nhiều hơn. Thì cái cung anh 2 giúp cho cái việc hồi máu mạnh hơn nữa ha. Cung anh 3, khi mà sử dụng intro kill để vào sân á, thì sẽ tăng 12% max HP. Máu nhiều thì hiu nhiều. Nhảy vô intro kill được 10 giây thì xà bóp quấn chú eo, quấn chú nọ hồi đóng máu luôn. Cơ bản cung anh 3 cũng là một cái cung mệnh giúp cho việc hồi máu nhiều hơn. Rồi cung anh 4, khi mà mình sử dụng chú nọ thì anh em nhớ hồi nãy nó có cái bông hoa xoay vòng tròn á. Thì bây giờ nó có thể thêm 2 bông hoa nữa. Hồi nãy tối đa chỉ có 4 bông hoa thôi. Mỗi 2,5 giây nó hồi một bông, nó cho mình một bông. Thì bây giờ mình có được tới 6 cái bông hoa xoay vòng tròn xung quanh nhân vật. Ngoài ra cái lượng heal mỗi lần nó xoay như vậy tăng 20%. Rồi cuối cùng là tăng đam của cái CC bông hoa CC đó, một lượng tương ứng với 1,2% HP. Đại khái là đam thì không có nhiều đâu, cho nên chỉ yếu là
thêm được 2 cục. Cumin 4 thì thêm được 2 cục của chiêu nộ với là tăng khả năng hồi máu của mấy cục CC đó. Cumin 5 là cung mệnh hồi sinh. Nếu mà vô trận mà có một nhân vật trong team bị chết á, thì nhân vật đó ngay lập tức sống lại và hồi 100% máu luôn. Và 10 phút mới kích hoạt một lần ha. Cái này giống cung mệnh 6 của Barbara đồ ở bên Genshin nè. Thì thường mình đánh tháp mà mình chết mình đánh lại. Đánh hô ra mình chết thì cũng đánh lại chứ cần gì mà sống lại chi. Rồi, cung mệnh 6. Cung mệnh 6 là khi nhặt cái Euphonia sẽ tăng thêm 12% sát thương nguyên tố băng cho tất cả nhân vật luôn. À, cung mệnh 6 lại búp được cho cả team. Nhưng mà búp sát thương băng thôi. Thì nó chỉ có những cái con kiểu như là Linh Giang với lì San Hô được lợi. Nói chung là cung mệnh 6 này tập trung đi với đội hình băng là chính. Còn cái Euphonia là gì? Là cái nội tải anh em. Lúc mình đánh UE thì nó sẽ đặt lại một cái cục hoa đó. Mình nhặt cái cục hoa đó thì búp 15% Matica. Bây giờ lên cung mệnh 6 thì ngoài 15% Matica thì nó có thêm 12% sát thương nguyên tố băng nữa. Rồi xong. Rồi đó là tất cả những cái thông tin mình biết về cách chơi Baiji muốn chia sẻ đến với mọi người ha. Nếu anh em thấy video có ích nhớ like nha. Ngoài ra anh em nào có muốn góp ý thì hãy để lại comment ở dưới phần bình luận nha. Bây giờ xin chào và hẹn lại ở video tiếp theo nha. Rejuvenating snow. Ready for battle. You're wide open. Fear no more.